Có ngoại ghé chơi, mẹ có làm hai món chay độc thức từ nấm với măng chua ha. Cái nấm sầu măng hay măng sầu nấm gì cũng được hết trơn. Bữa nay là có món gì đây mà mấy cái sầu đây? Tàu hủ với nấm với măng. Vậy là có như đây thôi. Vậy rồi. Bữa nay xào món chay cho ngoại hả? Ngoại. Để chiên tàu hủ chiên giòn. Chiên cho nó cứng cái mặt nó lại phải không? Chiên giòn. Chứ để nhiều cho nó xào nó chảy. Dạ. Ngoại bữa nào ngoại thích ăn chay thì ngoại ăn. Với lại ăn tháng 6 ngày á. Dạ. Ừ. Mà ngày nay không có ngày chay. Mà ngoại nói thôi ngoại ăn chay. Ngoại không thích ăn thịt. Này măng chua ha. Măng chua. Ướp miếng đường, xíu muối. Dạ. Cái tàu hủ này đúng ra là mình chỉ cần chiên rồi ngào tí đường chua ngọt, mặn ngọt là cũng ngon lắm nè. Cậu khái ăn vậy đó. Giống như tim vậy. Dạ, giống như tim. Tim ngọt ngọt mặn mặn. Rồi, nói thèm à. Mẹ thích sợ ớt. Dạ. Kỳ cái gì chua ngọt thì nó ăn nó đỡ ngán. Mẹ thích chén sợ ớt. Tính ra tàu hủ này có miếng vậy mà mình có thể làm được nhiều món hả mẹ? Chiên giòn, chấm nước tương, ngào chua ngọt nè. Mẹ thì thích chiên xả. Chỉ có miếng chiên không mà đủ kiểu. Xả cũng ngon. Cái này nấu canh chua con cũng khoái lắm mà, canh chua lạc. Nhưng mà ăn nó sót ruột. Nấu canh chua thì mình chiên vậy mình bỏ miếng muối. Dạ. Cái xíu bồ hạt nêm. Dạ. Cái nó mặn mặn sau đó rồi mình mới thả vô canh. Con muối vô nổ nè. Vậy chứ không có muối ở đây xào chung với kia nó không có ngon. Nó bị lạc lắm. Dạ. Nó giòn là ngon rồi. Đúng không? Vậy là mình chiên đường là được rồi phải không ạ? Ừ, giòn, nó giòn. Dạ. Rồi. Phải rửa chảo lại luôn hả? Để vậy chiên được luôn mà mẹ. Giòn này nó gắt lắm Sơn ơi. À, nóng quá cắt dầu ha. Bữa nay ngoại ăn chay hả? Mẹ đang làm món măng xào cho ngoại nè. Măng mình ướp vừa ăn này ha. Dạ, mẹ mới vừa ướp gia vị. Giờ cháy ha. Xào. Cháy hay xào? Cháy măng. Cháy măng. Cháy măng. Cháy măng rồi cháy nấm xào lộn. Dạ. Phi tỏi mà. Tỏi. Cái này ở nhà mình ăn chay thì vẫn ăn hành tỏi ha. Nếu mà như bà con mình không xài thì bỏ qua. À, bây giờ mình cháy măng ấy. Nay mùa mưa sắp tới rồi, nóng nực quá. Trời hầm quá. Giờ đỡ rồi, chắc trưa nãy quá chừng. Trưa hiện giờ là 42 độ C, nóng khủng khiếp luôn. Cái xưa cho nó thấm gia vị với xưa. Dạ. Rồi, mình lấy nó ra. Lấy nó ra. Cháy cho nó thấm gia vị. Rồi rửa chảo nữa ha. Mỗi lần làm phải rửa chảo hả? Cái để gì hả? Nó khét á. Dạ. Nó dở lắm. Rửa chảo. Mẹ sợ là dầu nóng mà làm lâu quá nó sẽ bị khét. Dạ. Ta thấy vô cũng được. Mình nó không có ngon. Tàu hủ nè. Măng nè. Nấm nè. Cho vô lần luôn. Mẹ thì thích gia vị riêng, thì xử lý riêng từng phần. Rồi cái trộn lại. Rồi. Cơm tỏi rồi có nấm vô. Ngoại ăn cơm sớm của mình hả mẹ? Ngoại ăn trước.
Đây ai đói ăn à, nên là có người đi làm về trễ đó thì không có chờ được. Ở dưới quê thường nếu mà như hồi xưa mà mình làm nông á thì ăn sớm lắm, tầm 5 giờ chiều là ăn xong rồi. Với lại ăn tối tốn tiền điện, bật đèn, đèn dầu tốn dầu. Hồi xưa 3 giờ chiều là nấu nấu cơm rồi. Dạ. Nấu rồi là giờ này ăn xong rồi đó. 5 giờ là ăn xong rồi chưa. Chứ rồi đó cũng đâu có giật đâu làm. Giờ thì ăn hay trễ, ăn tầm 7-8 giờ tối mới ăn. Đó tới mùa mới đi làm, còn không có trúng mùa thì ở xong rồi. Dạ. Sướng. Hồi xưa mà nghe nói mà đi từ nhà bên nhà nội qua nhà ngoại là 2 cây số 3 cây số là phải đi bộ, rồi còn đi phà nữa, đi xuồng. Đi đâu à? Nó mỗi lần đi về mất hết ngày, đi một ngày về một ngày. Vậy thời gian đâu làm việc ta? Rồi giờ mình đi di chuyển vậy có 5-10 phút rồi xong ha. Từ nhà nội qua nhà ngoại là 5 giờ kia thức dậy rồi. Dạ. Yeah. Nhiều kia thức dậy rồi thì đi ra đò. Cái đò đi lên chợ. Dạ. Yeah. Chợ xong cái đợi hả 8 giờ salam mới về tới nhà nội. Dạ. Yeah. Là từ 9 giờ. Đi salam từ đó về đây cũng đi salam. Nhưng mà tại phải lên xe ngồi đó. Chạy chiến hả? Xe đầy xe về, chạy về từ bên nhà ngoại 5 giờ là về tới nhà nội khoảng 9 giờ. Dạ. 9 giờ trở đi chứ không có dưới. Thơm quá trời thơm. Nhưng mà có nghe nói là phà ủa gì ghe đó, một ngày có 1-2 chuyến thôi mà. Ghe đâu à? Chứ đâu có đi thường xuyên ha. Một ngày chỉ có 1 chuyến thôi. À. Chia 5 giờ. Rồi mà nếu mình đi chợ bên ngoại là 5 giờ đi là 10 giờ về tới nhà. Dạ. 5 giờ kia đi, rồi lên tới chợ mua đồ rồi cái cỡ từ 8 giờ là có xuống đò rồi đó. Yeah. Rồi từ đó mà chạy về tới nhà đặt nước ngược hay chạy về tới nhà cũng 2 tiếng đồng hồ. Một ngày được mấy chuyến vậy mà? Một chuyến à. Rồi, vậy lỡ chuyến đò là phải ngày hôm sau? Lỡ chuyến đò đi bộ. Đi bộ hả? Lỡ bộ luôn. Đi bộ đường lộ bây giờ đó mà khó đi, đi trong cảnh á. Đi đường đất. Chứ không có đường thẳng như bây giờ đâu. À, đó là đường không có đi nên đâu có xe không mà. Đâu có xe máy, xe đạp không mà. Không, đường khó đi lắm. À, đi đoàn băng đồng, băng ruộng không à? Đi bờ khó đi lắm, đâu có đi xe đạp, xe máy được. Rồi, cho tàu hủ vô ha. Dạ. Rồi, thơm quá. Rồi, cho nó thấm gia vị rồi đó ha. Dạ. Rồi. Giờ xong rồi tới măng ha. Rồi, cho măng vô lại. Nhìn hấp dẫn quá. Nhìn về muốn ăn chay quá. Vậy nó mới ngon hết sao? Dạ. Chay thì ngon quá. Ngon lắm. Cái đám giỗ là cái món này là không thiếu được phải không? Không thiếu. Cái ăn chay là món măng. Tại con thấy đám giỗ chay thường chỗ nào cũng có làm món măng chua quá. Này hết á. Mấy đám gì mà làm đồ chay là có món măng xào. Rồi canh chua, rồi canh kiểm, rồi ổ qua dầu chay. Dạ. Rồi mấy món là phải có là vậy. Củ cải muối nha, làm mắm thái. Ừ. Rồi chả chay. À, từ từ thì mình sẽ chia sẻ hết cho bà con mình mấy món đó ha. Mà giờ hình như trên kênh Nam Việt cũng nhiều lắm rồi. Mấy món đó là món phải có. Chả chay, mắm thái rồi nó làm hết rồi. Rồi muôn nấu. Dạ. Muôn nấu nước dừa, bí kho nước dừa. Cái đó nó là đám nhưng mà bằng là chay là mấy con đó phải có đó. Trước tiên là món canh chua chay với canh kiểm. Dạ, canh với củ cải mặn làm mắm thái. Mắm thái là ngon nhất, con thái ăn mắm thái. Ừ. Ngon. Với mắm đậu, mắm thái ăn với canh chua chay khác sĩ. Dạ, bỏ hành nha. Dạ. Rồi, vậy là xong. Vậy là xong, măng xà nấm. À, cái này là món chay chiên thịt của nhà mình ha, nên là mình vẫn ăn hành ăn tỏi, bà con mình nếu mà như chiên cử thì bỏ qua phần đó. Rồi chín rồi. Rồi quá. Dạ. À, Hoàng Sơn xin chào bà con ha, hôm nay thì có ngoại qua chơi, rồi ngoại ăn món đồ chay nè, măng chua xào rất là hấp dẫn, bữa nay mình ăn khéo ngoại, mời cả nhà mình tham gia nha.
Đây, cá lò ở đây. Rồi, xong một phần món chay rất là đã. Vô đây thì ngoại ăn không hết đâu, chúc mình ăn kéo ngoại nhiều lắm. Ngoại ăn ít rồi. Ít cho thơm thôi. Rồi, cho cộng hòa rí lên cho thơm. Thêm hòa rí. Mỗi lần ăn hòa rí là con nhớ ăn bánh mì hồi xưa. Ăn cái nghe nó thơm mà nó trang trí. Dạ. Nhớ kỷ niệm hồi đó đi học ăn bánh mì. Ngoại nói kho miếng nấm kho ngót. Kho ngót cho nước vô hả? Ừ. Vậy là đầu tiên bỏ nó vô cháy nó trước. Rồi đường muối hả mẹ? Đường muối với hành lá. Vậy là xong. Đào thêm chai nè. Dạ. Nấm nè. Cắt thêm chay. Thôi, nấu dạ. Nấu canh vậy đó. Vậy là tính ra ngoài được hai món rồi. Xíu muối rồi, nghe nấu canh vậy. Dạ. Đoạn trang, dễ ăn. Tại bữa nay ngoại qua đột xuất quá nên là không có chuẩn bị được mấy cái món chay. Mấy cái rau, đậu bắp hay là khổ qua đó. Cái đó món chay thì thường hay ăn. Ngoại ngoại không chịu ăn ổ qua. Ủa sao mà ngoại ra ngoài sau hái mấy cọng tươi cái luộc chấm tương vậy là xong hả? Ừ. Ngoại ngoại cũng xuyên đi hái rau lắm. Ngoại đi vòng cái là có rau hái cho buổi chiều hoặc là bữa sáng. Nãy là đúng ra mẹ xào hết cái nấm nè, nhưng mà ngoại lại thích ăn có nước cái chừa lại ít nên là tính ra xào hết. Cái này nó không gọi là một món được, nó hơi ít con chén à. Ngon rồi đó. À, vừa ăn hả? Vừa ăn rồi ha. Có hành vô. Nó có hành. Bắt chút xíu tiêu. Rồi, hành phi với tiêu nữa là bắt xuống rồi coi. Rồi, tắt lửa. Rồi. Xong. Xong, nhanh không? Dạ. Món này làm nhanh quá ha. Hút ra. Nếu mà như mình ăn chay mà chỉ nấu mấy cái rau cải thì nó rất là nhanh ha. Rồi, hòa rí nó là xong. Nó ngon luôn. Đây, để con bưng cho. Xong ha. Rồi, xong rồi. Thì món cơm. Nữa cho ngoại. Ngoại ăn dạ. Ngoại một tháng ăn chay 6 bữa thôi mẹ. À. Canh nấm nè má. Chút nữa ngoài ăn không hết, giờ lại mình xin. Mình ăn cây măng chua. Ngoài ăn được mấy chén? Nhiều rồi. Một chén hả? À. Ăn nhiều thì có sức. Ăn ít lắm. Ngoài chơi lâu không ạ? Chơi bữa. Dạ. Chơi đánh cam. Dạ. Ngoài thích đánh cam. Nếu ngoài thích đánh cam hả? À đúng rồi. Vậy là con giống sở thích với ngoại rồi, con cũng thích bánh cam nữa. Ăn mình buồn không? À, tại vì nhà con ăn hơi trễ, tới 8 giờ tối là. Dạ. Có con vui hả? Rồi à, ăn giữ bụng đi, tối có bánh bánh cam ăn ha. Nhìn ngoại ăn thấy nghe thèm quá. Chút xíu con cũng ăn chay nữa. À. Hôm nay thì có ngoại ghé chơi, mẹ có làm hai món chay đột xuất từ nấm với măng chua ha. Măng chua xào nấm với cái kia là măng nấm nấm ngót hả mẹ. Rồi hôm nay chia sẻ bà con mình hai món chay đơn giản ha. Rồi tạm biệt bà con, hẹn gặp lại video tiếp theo.